Thời điểm này, các địa phương trong toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc làm này nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn giới thiệu những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của nhân dân khi tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tổ dân phố số 25 phường Bắc Cường là địa bàn tập trung đông dân cư. Khi được thông báo, hầu hết cử tri đại diện cho các gia đình trên địa bàn đều có mặt tham dự hội nghị. Rất nhiều ý kiến đã phát biểu, ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên đối với các phong trào hoạt động tại khu dân cư, tổ dân phố. Thì tôi thấy là cái hội nghị này rất là dân chủ, công bằng và nhân các cử tri tham gia họp cũng có đóng góp những ý kiến rất là thiết thực, và mọi người, các cử tri đều thấy những cái đại biểu, những cái ông bà ứng cử này đều có đủ năng lực, phẩm chất và đều có thể là đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân để tham gia vào cái. Với sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, đến ngày 10 tháng 4, thành phố Lào Cai đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 990 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sớm hơn 3 ngày so với quy định. Trên cơ sở những cái kết quả xin ý kiến các cử tri, thì để chúng tôi chuẩn bị tốt cho là những căn cứ để tổ chức hiệp thương lần 3. Và trên địa bàn thành phố thì chúng tôi sẽ phấn đấu là đến hết ngày 16 là sẽ hoàn thành tất cả các hiệp thương lần 3 để chuẩn bị tốt cho cái công tác bầu cử trên địa bàn. Tại các huyện và thị xã Sapa, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng được thực hiện nghiêm túc theo trình tự 5 bước, đảm bảo đúng luật và phát huy được tính dân chủ. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, thì phần việc tiếp theo sẽ là niêm yết danh sách, chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần 3. Ngoài cái việc tổ chức các hội nghị cử tri, thì Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm và cũng như là tập trung để thực hiện cái nhiệm vụ cũng như cái quyền của mình trong công tác bầu cử, tổ chức các cái cuộc kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác kiểm tra trong việc triển khai thực hiện các nội dung của công tác mặt trận trong công tác bầu cử. Đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức lấy ý kiến, nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử là khâu quan trọng để lựa chọn được các đại biểu có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.